Thực sự là dự án của Thảo là sắp sắp tới rồi, mọi người có thể chuẩn bị thưởng thức được những cái sản phẩm cũng như là những cái dự án sắp tới của Thảo. Thảo đang ấp ủ trước đây và luôn giấu giếm mọi người. Thì bây giờ trong khoảng thời gian sắp tới là có hai dự án cùng lúc, đó là một dự án về mỹ phẩm và một dự án về trà, nước uống sức khỏe dành cho mọi người. Thì trong thời gian sắp tới thì mọi người sẽ có câu trả lời về những cái câu hỏi đó về Thảo. Thường thấy là những bạn mà bước ra từ The Face thì không chỉ là chụp ảnh, chụp ảnh trở thành người mẫu quảng cáo mà nhiều người còn lấn sân sang cả lĩnh vực nghệ thuật nữa, như kiểu diễn xuất. Thì Thảo có nghĩ là mình có thể sẽ bước sang một cái bước khác như vậy không? Thật sự là có, Hảo luôn có nghĩ. Tại vì khi mà mình làm nghệ sĩ hay là mình không đừng giới, có giới hạn bản thân của mình làm những cái gì đó. Tại vì khi mà Hảo nghĩ là cái nghề người mẫu á, nó thời gian rất là ngắn, chắc khoảng từng vài năm nữa thì người ta sẽ chán về cái hình ảnh của mình, và mình cũng không thể nào khai thác cái hình ảnh của mình được nhiều hơn nữa. Và mọi người không, cứ như là càng về lâu á, mọi người sẽ mong đợi về mình bứt phá rất là nhiều, mà người mẫu thì rất là hạn chế. Cho nên là Hảo nghĩ là nếu mà mình muốn hoạt động lâu dài và nghiêm túc với nghệ thuật thì Hảo mong là thử thách mình trong nhiều vai trò, chứ không riêng là giới hạn mình là người mẫu. Nhưng mà Hảo là xuất phát, và khi khi là Hảo được đạt được quán quân á, thì Hảo nghĩ là trước hết thời gian đầu thì mình nên giữ vững cái quán quân, cái quán quân của cái giải thưởng đó của mình. Tại vì Hảo cũng đang muốn, Hảo cảm thấy Hảo ổn trong khoảng thời gian vừa qua khi Hảo làm người mẫu, cho nên là, và Hảo cũng thật sự là chưa khai thác bản thân mình quá nhiều, cho nên bây giờ là đúng là cơ hội để Hảo phát triển về mình. Còn về diễn xuất thì khi nào có cơ hội thì Hảo sẽ nhận. Tại vì trong thời gian vừa qua thì Hảo cũng đã từ chối khá là nhiều vai diễn. Có nghĩa là họ sẽ thích hình ảnh của mình và mong đợi là mình sẽ diễn xuất, nhưng mà Hảo nghĩ là phải phù hợp đã thì mình mới nhận. Chứ không thể nào mà kiểu mình cứ nhận bừa rồi mình cứ ham làm, rồi mọi người luôn kiểu ồ làm không tới, nhận làm gì, rồi Hảo cũng không không muốn như vậy đâu. Cho nên là thôi mình giữ vững cái đó trước đã, rồi khi nào có thời gian thì Hảo sẽ lớn sang qua diễn xuất, chứ Hảo cũng không nôn gì đâu. Xuất hiện trước công chúng thì Thảo luôn định hướng mình xuất hiện theo một cái xu hướng hay là một cái hình ảnh như thế nào để cho khán giả thấy được một Tú Hảo, một cái cá tính riêng của Tú Hảo. Trước hết là trước khi mà bắt đầu vào nghệ thuật, và trước khi bắt đầu mà lúc mà Hảo chưa đạt được quán quân nữa, là Hảo có thể được định hình được là cái hình ảnh sắp tới của mình như thế nào, và mình phải nghiêm túc về cái hình ảnh của mình. Và Hảo đặt là Hảo cá tính, hơi hơi bị cá tính một chút, nhưng mà khi mà xuất hiện trước công chúng hay là thảm đỏ đi event chẳng hạn thì Hảo cũng không muốn cá tính quá trên cái thảm đỏ. Tại vì cá tính của mình đã quá mạnh rồi, thì những lúc mà xuất hiện với công chúng á, mình làm sao cho đó mình vẫn kiểu như là vẫn dịu dàng một chút, có nghĩa là có gọi là dễ nhìn đó, chứ đừng có cá tính quá, đừng gai góc quá thì nhiều lúc cũng không hay và cũng không tốt. Cho nên là mình phải đi theo thị hiếu của mọi người, thì có nghĩa là vẫn giữ cái cá tính riêng của mình, nhưng mà mình dịu dàng theo cái cá tính của mình, chứ không phải là dịu dàng theo số đông là mọi người phải mặc váy ôm, mặc đầm dài. Không, Hảo phải vẫn vẫn giữ cái riêng cái cá tính của mình, và Hảo rất nghiêm túc về hình ảnh. Ai là cái người mà ở đằng sau hay là ở bên cạnh để hỗ trợ Hảo trong những cái lần xuất hiện trước công chúng như vậy? Thật ra là luôn có một cái anh stylist bên cạnh Hảo và giúp đỡ Hảo. Ví dụ như là đang hướng đến Hảo là ví dụ sắp tới có những event đó đang trend về cái xu hướng gì, thì ảnh sẽ gợi ý cho Hảo là cần phải thêm thế này thế kia để cho lạ và cùng theo mốt với mọi người. Thì cũng một phần đó là cũng do ảnh góp ý, và một phần của sự chọn lựa của Hảo nữa. Khi mà Hảo thấy thích với cái trang phục đó và phù hợp với cá tính của mình thì mình sẽ ok. Còn nếu không thì không, mà Hảo cũng không đặt quá nhiều niềm tin về cho anh stylist hay là một ai cả. Ai có thể là họ sẽ góp ý cho mình, và mình là người quyết định chọn cái bộ trang phục đó. Theo Hảo thì một cái tiêu chí như thế nào để mình lựa chọn một cái stylist cho riêng mình? Nhiều người thì họ lựa chọn là một cái người nổi tiếng hay là thiết kế hay là phục trang rất là nhiều những cái ngôi sao khác, nhưng bản thân Hảo thì Hảo nghĩ như thế nào về một người, một tiêu chí của về một stylist? Thật sự là cái anh stylist đó làm từ cho Hảo một năm nay, từ khi mà Hảo đã quán quân được tới bây giờ. Thì lúc mà Hảo chọn á, thì Hảo nghĩ là tại vì lúc trước Hảo đi chụp lookbook, Hảo được gặp anh, và anh cũng làm stylist cho khá là nhiều. Và Hảo cũng không đọc phải như là bây giờ mình phải tìm một stylist nào đó quá giỏi, hoặc là đang làm cho quá nhiều người nổi tiếng, cũng không. Tại vì Hảo nghĩ là stylist là người định hình thời trang cho mình, và họ cùng hiểu ý với mình, cùng hiểu mình thì họ sẽ giúp mình tốt, chứ không cần là họ quá nổi tiếng hay là họ làm cho nhiều người nổi tiếng. Thật sự là làm cho nhiều người nổi tiếng
thì cũng có tiếng cho mình. Ví dụ như là anh stylist này làm cho Hảo cũng hay làm cho người này người kia rất là lớn, kiểu như vậy. Nhưng mà thực sự nó cũng không có ảnh hưởng gì đến mình hết. Quan trọng là người đó giúp cho mình mặc đẹp là được, chứ không phải là ai nổi tiếng họ cũng có cái mắt nhìn là làm cho mình hợp. Cái quan trọng là ảnh biết được cá tính của mình và hợp với cái ý của mình đó. Chứ em nghĩ là nếu bây giờ nha, anh quá nổi tiếng rồi, anh nghĩ là anh quá giỏi rồi, mà khi mà đưa cho bộ đồ đó Hảo mặc mà Hảo hơi khó tính, Hảo nghĩ là không hợp, thì ảnh sẽ kiểu như là bất đồng quan điểm. Ảnh nói là em đâu là gì đâu, mình quá nổi tiếng, mình là làm cho người sao này sao kia, em đâu là em đó là người sao nhỏ mà tại sao lại lên tiếng như thế này thế kia, kiểu như vậy. Nên là quan trọng là mình hiểu ý nhau trong cách làm việc và vui vẻ với nhau là được. Có sự kiện Hảo báo lịch cho anh, Hảo cần ví dụ như khi mà những sự kiện nào quan trọng là có red code về màu các thứ á, thì Hảo sẽ nói luôn trước cho anh và anh sẽ gửi trang phục đó cho Hảo, ít nhất là hình hay là cách phối của anh hay kiểu phối như thế nào và anh đi với make up gì, tóc gì. Hảo luôn hỏi những chi tiết nhỏ để tới khi mà mình nhìn tổng quát hay là mình mặc bộ đồ, tại vì thường á là những có bộ đồ có sẵn, có những bộ đồ là phải cần phối từ nhà thiết kế này, phối từ nhà thiết kế kia, cho nên là khi là Hảo luôn cần những hình ảnh để mình mường tượng ra được là hôm đó mình phải mặc gì và mình như thế nào. Thì đôi lúc Hảo với anh cũng hơi có những ý kiến trái một chút, có nghĩa là Hảo thì không thích những trang phục đó, còn anh thì cảm thấy đẹp theo trendy, nhưng mà tại sao em không thử. Nhưng mà tại cái vấn đề là mình biết được là cái cơ thể của mình như thế nào. Khi anh đưa một cái hình và kiểu những người tay á, những mẫu tay hay mặc hiện như bây giờ á, đưa cho Hảo mặc thì trừ là chân của Hảo không đủ dài để mặc những cái đó, nên nhiều lúc cũng hơi bị sợ là bị vào sao xấu của tuần á, nên cũng ngại. Tại vì Hảo chỉ bị một lần vào sao xấu lúc mà chưa đang thi, đang trong thời gian thi được phay thôi, chưa thi chung kết nữa. Chỉ là mọi người biết đến Hảo là một Tú Hảo thi được phay online, cho nên là mọi người mời đi một cái fashion week của một nhà thiết kế, thì Hảo thì lúc đó thì Hảo cũng nghĩ là anh nhà thiết kế chọn thì Hảo mặc. Thì không ngờ là lúc đó là tại vì cái tóc với lại cái trang phục nó bị đối lập nhau, cho nên là Hảo bị vào sao xấu một lần, lần đầu tiên bước trên thảm đỏ luôn là bị. Xong từ đó là Hảo cũng hơi sợ, kiểu như thôi thà thì an toàn hơn là vào sao xấu. Kiểu cái cảm giác vào sao xấu nó kỳ lắm, tại vì mọi người biết đến mình là thật sự là mình cũng hơi có mắt thẩm mỹ, cũng có gu bình thường, mặt cũng xinh, tại sao đi thảm đỏ lại mặt kiểu như vậy, nên kiểu cũng hơi khó chịu. Nên là những lần về sau này thì Hảo hơi kỹ về cái bộ trang phục của mình trước khi đi. Cái thời điểm mà mình vào cái tóc sao xấu đó thì mình có coi lại cái hình ảnh của mình và thà nghĩ thế nào về mình đó? Có, tại vì lần đầu tiên đi là Hảo không chuẩn bị quá nhiều, Hảo cũng không có anh photo riêng, Hảo không biết gì hết, mọi người mời thì Hảo cứ đi và cứ đi dự. Thì cái đêm hôm đó đi về thì Hảo thấy hình mình nằm trong top 10 của sao xấu ngày hôm đó, mà mình là người cuối cùng. Xong kiểu lần đầu tiên đi thảm đỏ bị chê, xong rồi kiểu như là Hảo có cảm giác là tưởng tượng là mình có một cái gì đó khi xuất hiện nó đã xấu với mọi người rồi, thế rồi không mời khán giả cũng kiểu sẽ kiểu thất vọng á. Lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ mà không có gì lồng lộn, cũng không có khó gì đặc biệt mà còn bị chê như vậy thì cũng ban đầu cũng hơi sợ, có cảm giác lúc đó là sợ thôi chứ không có lo lắng, tại vì lần đầu tiên đi. Xong rồi dần cái khi mà chung kết xong, khi mình đạt được quán quân thì lúc đó mình có ekip riêng của mình, thì mình mới chuẩn bị kỹ những vấn đề đó khi hình mà mình đăng lên để đúng là cái hình của photo riêng của mình chụp, thì có nghĩa là sẽ đẹp hơn những người khác chụp rồi, có nghĩa là cũng không có ai dìm được mình nữa. Nên là những cái đó Hảo rất là kỹ. Nghĩ lại cái lần đầu tiên nó cũng hơi sợ, trong cái đêm mới về sợ lắm, không ngủ được, kiểu ô bây giờ mình làm sao là mình phải đẹp như thế kia. Xong rồi Hảo mới nghĩ là tất cả mọi người đều muốn đẹp đều cần phải có stylist, chứ không phải là mình có gu, mình có thẩm mỹ là mình có thể chọn được mỗi khi mình đi thảm đỏ. Cho nên là từ đó về sau là Hảo có kêu anh stylist làm cho Hảo luôn, chứ không dám làm một mình nữa. Cái lúc đó mình nhìn thấy mình xấu không? Cũng không phải là sao, tại vì khi mà Hảo chọn cái tóc đó cũng có thì như là hôm đó là một buổi chụp hình, Hảo vừa mới cúp xong thì có mấy chị mẫu kêu là hôm nay em mặc cái đầm này nè, tại mấy chị đó cũng diễn trong cái show đó, nhưng mà cùng makeup, cùng một anh makeup luôn, hay kêu là thôi tóc này nè em bới gọn lên đi nó sẽ đẹp. Cứ như là có nhiều ý kiến, mà lúc đó nếu mà có stylist thì anh đó sẽ định hình layout trước rồi mình cũng đỡ, tới đó cũng không biết làm tóc gì. Xong mấy chị kiểu góp ý mọi người một chút, xong rồi chọn ra cái đó. Xong rồi về coi bộ đồ thì không quá xấu,
Bộ đồ thì vừa với Hảo rất là đẹp. Chỉ là tại vì rất tiếc là bộ đồ của Hảo chọn là của một chị rất là cao, người mẫu mặc rất là cao. Còn Hảo thì chân thì ngắn, xong rồi mặc kiểu không tôn chân của mình đó. Nên là khi mà chụp hình thường là chỉ là với các báo chụp vội quá, cũng không có kéo được hình ảnh chỉnh chu. Nên khi chụp hình sốc kiểu như một con vịt, không thấy chân đâu mà tóc thì bối gọn như, như bà già. Cũng không có được. Tại vì khi mọi người biết đến hình ảnh của Hảo thi online, Hảo rất là tin. Hoặc là Hảo rất là kiểu năng động thế này, khi mà Hảo xuất hiện ra đó thì như một bà già, bộ đồ lấp lánh rồi tóc rồi uốn cao lên như thế này rồi bới lên này. Xong rồi kiểu cũng phải suy nghĩ về bản thân một chút, lần sau cũng phải đừng như vậy, nên chỉnh chu hơn. Và bây giờ thì sau cái lần rút kinh nghiệm đấy thì bây giờ mình đầu tư hơn cho stylist của mình. Đúng rồi. Một tháng thì khoảng đầu tư khoảng bao nhiêu cho stylist? Trung bình. Bao nhiêu cát xê của mình đúng stylist không? đúng không? Tại vì em với stylist là tính theo bộ, tính theo mỗi lần đi chứ không mà tính theo tháng. Tại vì chụp hình các thứ thì lâu lâu Hảo mới chụp, chứ Hảo cũng không muốn chụp thường xuyên. Thì Hảo Hảo tính mỗi lần thôi chứ không có tính trung bình một tháng. Tại vì những cái trang phục hàng ngày á, thì Hảo có thể chọn được. Lâu lâu ví dụ như những cái gì trend á, ảnh nói là ừ mà nên mua cái này đi, thì cái này ok nè để chụp hình, để bắt trend rồi để có đi bài các thứ thì có. Chứ mà còn ảnh chỉ tính theo những lúc ảnh làm với Hảo thôi. Vậy còn ví dụ như là một người mà bản thân Hảo Hảo cảm thấy là một Hảo là một người có thẩm mỹ tốt Ừ. thì Hảo có phải chi nhiều tiền cho stylist hay không? Chi nhiều cát xê không? Còn đối với những cái người mà hàng ngày họ phải định hình, họ phải stylist định hình hàng ngày thì họ sẽ phải tốn cái mức cát xê bao nhiêu cho một cái người stylist? Hảo nghĩ là tùy theo mỗi người thôi, quan trọng là cái người stylist đó với mình chơi thân thì mình có thể điều được giá tốt.